Xin chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với lại React JS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay vào buổi 1 thì tôi sẽ đi giới thiệu overview cho các bạn về những cái nội dung của cái khóa học này. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về React là gì và tại sao là chúng ta nên sử dụng cái công nghệ React này. Rồi các yêu cầu để mà tham gia vào cái khóa học này. Rồi những ai thì thích hợp để mà tham gia cái khóa học này của tôi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu React hay là React.js là gì. Thì React thì nó là một cái di viện của JavaScript để dùng để hỗ trợ cho chúng ta việc xây dựng cái giao diện người dùng ở phía front-end. Thì đây là cái công nghệ được tạo ra bởi các nhà phát triển của Facebook. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao cái thằng React này nó được tạo ra và tại sao thì cho nó được lại được sử dụng. Thì các nhà phát triển của Facebook thì trong quá trình phát triển cái ứng dụng web của họ sử dụng cái công nghệ PHP ấy, thì họ cảm thấy cái việc binding hai chiều nó chưa có hiệu quả nên là họ đã nghiên cứu và tạo ra một cái thư viện mới bằng JavaScript, cụ thể là cái thằng React.js này. Thì với cái công nghệ này thì nó sẽ tập trung vào cái việc hiệu suất cái render cái UI và nó được tối ưu mạnh do cái sử dụng cái kỹ thuật virtual DOM, tức là cái DOM ảo. Thì khi nào mà đến cái phần thực hành thì tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn sâu thêm về cái kỹ thuật virtual DOM này. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn về một số cái lý do mà chúng ta nên học React. Thì các bạn có thể xem về cái biểu đồ so sánh cái việc sử dụng của Vue React và Angular ở đây thì các bạn thấy là cái thằng React thì nó đang bỏ xa so với lại các công nghệ như là Vue hoặc là Angular. Thì React thì bây giờ nó là một cái công nghệ nổi tiếng và phổ biến nhất cho việc xây dựng và các ứng dụng ở phía front end như là xây dựng giao diện người dùng. Rồi thứ hai là cái lý do thứ hai là cái lý do là cái hệ sinh thái của thằng React này nó rất là lớn. Thì React thì nó là nền tảng của một số cái công nghệ như là React Native. React Native là một cái công nghệ sử dụng để phát triển các ứng dụng ở phía mobile. Tiếp theo là cái công nghệ Next.js vân vân. Và cái lý do thứ ba là cái cộng đồng nhà phát triển thì nó cũng rất là lớn. Và cái công nghệ của React này thì nó lại dễ học và dễ sử dụng. Đó, thì đây là những cái lý do phổ biến nhất để mà chúng ta nên lựa chọn React để học. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái yêu cầu để mà có thể join được cho cái khóa học này của tôi. Thì thứ nhất là các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về một số cái ngôn ngữ như là HTML này, CSS này, JavaScript cơ bản này. Rồi các bạn cần phải có cái kiến thức về cái JavaScript phiên bản ES6. Thì tôi sẽ cần sử dụng một số cái chức năng của cái thằng ES6 này. Và các bạn cần phải có một cái PC hoặc một cái laptop để mà các bạn có thể gõ code được. Rồi cuối cùng thì tôi muốn nói về cái việc là những ai thì nên thích hợp để mà tham gia vào khóa học này. Thì nếu mà bạn nào đang là sinh viên mà đã có kiến thức về các ngôn ngữ như là HTML này, rồi JavaScript này, đó thì các bạn có thể join khóa học này, hoặc là các bạn fresher mới ra trường. Nếu mà các bạn muốn đi theo cái hướng React này thì các bạn có thể học cái khóa học này của tôi. Thì để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi thì các bạn có thể vô cái trang web học lập trình online.net của tôi ở đây và các bạn đi vô cái mục khóa học này. Thì đây thì tôi có cái khóa học lập trình front end với lại React cơ bản. Đó thì các bạn có thể join vô cái khóa học này, thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí. Đó thì các bạn có thể join vô đây và tham gia khóa học của tôi ở đây. Đó, rồi nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu về thằng React thì các bạn có thể vô cái trang react.js.org. Thì đây là cái trang chủ của thằng React. Đó thì ở đây thì nó có các mục như ở đây thì nó cũng giới thiệu về React này. Đó thì React là một cái thư viện của thằng JavaScript để mà xây dựng cái giao diện người dùng này. Rồi nó có các tài liệu liên quan này. Rồi nó cũng có các hướng dẫn này. Đó. Thì bữa nay thì tôi chỉ giới thiệu overview cho các bạn về cái thằng React này gì thôi. Thì ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn về cái phần cài đặt cái môi trường và các công cụ. Đó. Thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.